Xin chào các bạn và các em đã đến với chương trình Lamborghini TV. Và hôm nay tôi muốn hỏi các bạn rằng là các bạn có quan tâm đến cái việc mà làm sao mà chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa và giàu có hơn hay không? Như đã hứa với các bạn, tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của anh Steve Seabold. Anh ta ở gần nhà của tôi ở Atlanta, Georgia. Anh là bản thân anh ta là một triệu phú trẻ tự mình làm ra bằng tay trắng, và anh ta đã phỏng vấn hơn 26 năm những người đại triệu phú của Mỹ, những cái suy nghĩ của họ, những cái tư tưởng của họ, làm sao mà họ cuộc sống họ giàu có, họ làm giàu. Triệu phú của Mỹ là anh Steve Seabold. Anh đã tìm ra một cái điều rất là quan trọng trong cái quá trình mà anh ta phỏng vấn những người đại triệu phú ở Mỹ, đó là tất cả bắt đầu bằng chúng ta thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái tư duy của mình. Điều đó rất là quan trọng. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn, Steve là hiện giờ là một triệu phú, nhưng mà anh ta thú thật là anh ta cũng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng, từ một cái tầng lớp rất là tầm thường. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ những cái bí mật, những cái lời, những cái suy nghĩ rất là thú vị trong quyển sách của anh ta. Và tuy nhiên tôi muốn hỏi các bạn rằng là các bạn muốn nghe những sự thật. Nhiều khi những cái điều anh ta viết trong quyển sách là những cái điều khó nghe, và những cái điều có thể là một cái sự thật phũ phàng mà nhiều khi mình nghe mình không có vui. Nhưng mà nếu các bạn muốn nghe sự thật, muốn nghe những cái điều mà tôi không hề sàng lọc, thì các bạn cứ comment dưới đây. Các bạn muốn nghe những cái điều chỉ nghe êm tai, dễ nghe, hay là nghe những cái điều sàng lọc, hay là những cái điều sự thật phũ phàng, các bạn nghe và các bạn tự điều chỉnh theo cái văn hóa cũng như cái hoàn cảnh của mình, thì các bạn cho tôi biết. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn hơn 100 điều, những cái suy nghĩ, những cái tư duy của những người giàu như thế nào. Và sales Steve Seabold thì rằng là anh ta chia ra có 5 đẳng cấp, 5 tầng lớp trong xã hội. Cái tầng lớp thấp nhất ta gọi là tầng lớp người nghèo, và tầng lớp thứ hai là tầng lớp người lao động, và tầng lớp thứ ba là tầng lớp trung lưu, tầng thấp thứ tư là tầng lớp thượng lưu, và tầng lớp cuối cùng là tầng lớp ta gọi là giai cấp, đẳng cấp của xã hội. Thì có 5 tầng lớp này, tôi không biết ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà ở Mỹ thì theo nghiên cứu của anh ta thì tầng lớp đẳng cấp thì có khoảng, tầng lớp đẳng cấp cao nhất thì có khoảng 5%, tầng lớp thượng lưu có khoảng 10%, tầng lớp trung lưu có khoảng 70%, tầng lớp lao động, giai cấp lao động có khoảng 10%, và tầng lớp người nghèo thì có khoảng 5%. Thì anh ta nói rằng là suốt cái thời gian trước của anh ta đã chỉ quen suy nghĩ theo đám đông, suy nghĩ và hành động có những cái tư duy theo 85% đấy, phần trăm đấy của cái xã hội, tức là của tầng lớp nghèo, của tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động, những cái suy nghĩ của đám đông, cho nên là anh ta không có tiến xa được. Thì sau khi anh ta phỏng vấn những cái người triệu phú và đại triệu phú trong xã hội, thì anh ta mới nhận ra một điều: anh ta phải suy nghĩ, anh ta phải hành động như là cái 5% cái đẳng cấp thượng lưu của xã hội, và cái 10% cái upper class của xã hội đó, thì anh ta mới tiến thân được. Tất cả bắt đầu bằng cái tư duy của mình. Đó là lời khuyên của anh. Thì chúng ta có 5 cái tầng lớp đó trong xã hội. Tôi xin nói lại, thứ nhất đó là tầng lớp nghèo trong xã hội, thứ nhì là tầng lớp lao động, thứ ba là tầng lớp trung lưu, thứ tư là tầng lớp thượng lưu, và cuối cùng là tầng lớp có đẳng cấp trong xã hội. Vậy thì đó là 5 điều mà anh ta muốn chia ra trong xã hội. Và cái điều thứ hai mà anh ta nói rằng là bây giờ chúng ta hãy nhìn lại mình trong một cái cuộc chơi, trong cuộc đời này, trong một cái sự dấn thân này, có 5 loại hành động, có 5 cái cách chơi mà tôi cũng muốn các bạn suy ngẫm xem rằng là chúng ta đang chơi như thế nào. Cái thứ nhất là anh ta gọi là play not to lose, tức là khổ quá, mình phải theo cuộc chơi thôi, không chơi thì mình sẽ chết, cho nên mình phải ráng mình theo. Ta gọi là play not to lose. Cái cấp thứ hai ta gọi là play to cruise, tức là mình cứ theo đi, từ từ mình theo. Được thì được, tới đâu hay tới đó, mình cứ cruise along, mình cứ từ từ, mình không cố gắng nhiều, cứ thế mà mình làm thôi. Và cái thứ ba
là play to improve, tức là mình heo, mình chơi, mình cố gắng mình làm cái việc đó để mình cải thiện hơn, mình nghĩ là mình tốt hơn, mình có thể làm những điều gì đó hay ho hơn. Và cái thứ tư là play to compete, tức là tôi phải hạng nhất, tôi phải chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Đó là cái cách chơi thứ tư, tôi sẽ cố gắng hết mình. Và cái cuối cùng, cái level số 5, cái bước số 5, cái cấp số 5, tôi gọi là play to win, tức là tôi sẽ chơi hết mình, tôi sẽ không sợ gì cả, tôi sẽ liên tục học hỏi, tôi sẽ liên tục cố gắng, bởi vì tôi biết là tôi xứng đáng được hơn, tôi xứng đáng được hưởng một cái cuộc sống khác ý nghĩa, và tôi không sợ gì hết, và tôi bỏ hết sức lực của mình vào, tôi chấp nhận những cái rủi ro mà tôi có tính toán để mà tôi chơi cái cuộc chơi này. Thì đó là 5 cái cách chơi. Và quay lại thì tôi muốn hỏi các bạn, tôi có một cái câu hỏi, đó là vậy thì các bạn thử suy gẫm xem, thứ nhất là trong 5 cái tầng lớp đó, tôi muốn hỏi bạn câu hỏi thứ nhất là các bạn khát khao mình ở tầng lớp nào, và cái câu hỏi thứ hai là những cái hành vi hàng ngày của mình, những cái hành động, những cái thói quen của mình hàng ngày của mình, những cái hình ảnh của mình hiện giờ đã thích hợp với tầng lớp nào trong 5 cái tầng lớp mà tôi đã chia sẻ với các bạn. Và cái thứ ba, câu hỏi thứ ba đó là các bạn khát khao nâng tầm, nâng cấp của cái tầng lớp của mình lên, điều đó là tốt. Các bạn muốn nâng tầm lên như vậy, các bạn muốn nâng tầm ở đâu, và các bạn theo đuổi nó vì vì cái vật chất mà bạn mong muốn, vì cái đồng tiền mà xã hội hoạch định ra cho bạn là bạn phải được những cái điều đó, hay là bạn muốn theo đuổi cái tầng lớp đó, nâng cấp cái tầng lớp của mình lên vì bạn biết rằng là bạn muốn một cuộc sống chất lượng hơn, có ý nghĩa hơn, và mình xứng đáng được cái cuộc sống đó. Và một cái câu hỏi kế tiếp tôi muốn hỏi bạn là bạn nghĩ xem là bạn đang chơi cái cuộc chơi này với cách chơi như thế nào, và 5 cái cách mà tôi mới chia sẻ với các bạn đó là play not to lose, play to cruise, play to improve, play to compete and play to win. Thì tôi muốn các bạn nhìn lại xem là các bạn đang chơi theo kiểu nào trong cái cuộc chơi này. Những câu hỏi đó sẽ làm rõ thêm, và các bạn cứ comment ở dưới đây, rồi tôi sẽ muốn các bạn nghe các bạn, và những cái tập video sau tôi sẽ chia sẻ các bạn những cái tư duy, những cái suy nghĩ của những người giàu, của những người triệu phú và đại triệu phú của Mỹ theo như những cuộc phỏng vấn của Steve Siebel. Tôi rất muốn nghe các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Lamborghini TV, và đừng quên đăng ký để vào Lamborghini TV để nhận được những cái video mới vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu, và bạn sẽ trở thành.